Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện của 15 Slammer tại một địa điểm rất là quen thuộc. Đó chính là GM Bistro. Đây là nơi mà các Slammer thường tụ họp lại với nhau và tổ chức sự kiện cùng bán Slam, cùng bán nguyên liệu nữa. Vậy thì ngày hôm nay chị em mình sẽ có một cái thử thách, đó là cần 500 ngàn nè, đi mua hết Slam của tất cả các Slammer. Không biết là chị có thành công hay không. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi thôi, let's go. Matcha. Hôm nay anh em thích dạ? Dạ, em
Mỹ nè cả nhà. Hello, và đây là quầy hàng của bạn Keep Up Joy. Giờ chị em mình sẽ lựa hàng nha. Cái hộp đựng này rất là lạ luôn. Bây giờ chị em mình sẽ mua về và chơi thử nha. Đây là quầy hàng của bạn Pixie Sammy. Mình sẽ lấy hũ này nha. Chúc em mua may mắn nhất nha. May là bán chạy nhất, em còn mấy hũ thôi à. May của bạn là bán chạy nhất, nhưng mà chị nhìn thấy Lam trông rất là đẹp luôn. Đam mê. Ở đây có món bu này thôi, chị sẽ lấy bạn này luôn. Slammer ngày hôm nay sẽ bán hết được slam của mình. Và các bạn ơi, hãy theo chân chị về nhà để xem hôm nay chị đã mua được những cái